Hành ý muốn của Đức Chúa Trời là một phần quan trọng trong việc sống một đời sống đức tin. Đó là việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là sống một đời sống vâng lời và phục tùng ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là về việc sống một đời sống đức tin và tin tưởng rằng Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong các quyết định của mình. Bước đầu tiên trong việc thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời là hiểu và chấp nhận lời Ngài. Kinh Thánh là nguồn lẽ thật và sự hướng dẫn tối thượng cho những ai tìm cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi đọc và học Kinh Thánh, chúng ta có thể biết thêm về ý muốn của Đức Chúa Trời và cách ý muốn ấy áp dụng vào đời sống chúng ta. Chúng ta cũng có thể học cách áp dụng lời Ngài vào cuộc sống hàng ngày của mình. Bước thứ hai trong việc thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời là cầu nguyện. Cầu nguyện là một công cụ mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để giao tiếp với Chúa. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể xin Chúa hướng dẫn, sức mạnh và sự khôn ngoan. Chúng ta cũng có thể tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta. Bằng cách dành thời gian cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời và cách ý muốn đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Bước thứ ba trong việc thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời là sống một cuộc đời phục vụ Ngài. Chúng ta có thể phục vụ Thượng Đế bằng cách sống theo mệnh lệnh của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này bao gồm việc yêu thương hàng xóm của chúng ta, tử tế với người lạ và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chúng ta cũng có thể phục vụ Chúa bằng cách làm chứng cho Ngài và chia sẻ tin mừng về phúc âm với người khác. Cuối cùng, thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta nên cố gắng tuân theo các mệnh lệnh của Thượng Đế trong mọi khía cạnh của cuộc sống mình. Điều này bao gồm trung thực, trung thủy và khiêm tốn. Chúng ta cũng nên cố gắng hào phóng với thời gian, năng lượng và tài nguyên của mình. Bằng cách sống một đời sống vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể cho Ngài thấy rằng chúng ta thực sự yêu mến và tin cậy Ngài. Thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời là một phần quan trọng trong việc sống một đời sống đức tin. Đó là việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Qua cầu nguyện, học hỏi và phục vụ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ý muốn của Thượng Đế và cách ý muốn đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Bằng cách vâng theo mệnh lệnh của Ngài, chúng ta có thể cho Ngài thấy rằng chúng ta thực sự yêu mến và tin cậy Ngài.